Yo, hello và sắp chào em nha, cho quay trở lại với channel mình đây từ bá đạo người nhá. Chào anh em của Game Gomun, mình đây từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước là video cho anh em xem video về đầu video, anh em xem like và một subscriber của channel phát triển nha, anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà anh em vui chơi sự kiện mới Game Gomun thoại anh em xem này có gì hot không. Ok, đổi hẹn giờ còn không? Còn 6 ngày nữa cứ thông thả. Ok, tình hình thì hôm nay tôi khá là bận rộn, gọi mấy ngày nay khá bận rộn nên không ra được nhiều clip. Nhiều anh em cứ nhắn tin bảo anh ơi sao không ra video, rồi anh ơi sao không lên clip đi. Anh em thông cảm. Rồi, lại cần quét anh em. À, tí xem pick này team băng mũ dơ mà. Ok, thì nên team đánh trận này xem không? Xanh với cả Sanji à? Rồi ok. Ok, trận này chắc đánh được ấy. Tí xem sắp lại team đánh trận này anh em. Sự kiện hôm nay vẫn đăng nhập nhận đấy anh em này. 12 ngày nữa tha hồ. Chúng ta có sự kiện gì nữa không? Tiêu phí Valentine. Tôi đã mang không biết nên tiêu không, bởi vì đằng nào sắp tới nghe bảo đang mở thêm sự kiện mới nên chắc là cứ ngồi đợi thôi anh em. Tích lũy đỉnh cao. Nói chung sự kiện nạp này cũng không có gì đặc biệt anh em. Xem nào. Sale Valentine A mới à. Full mode nhiêu? 38k. 8k có một dương ấy đây anh em. Uầy. Chọn một vật phẩm anh em được chọn ngẫu nhiên luôn ạ. Dương này ngon đấy nhờ. Ui có 8k 8 kim cương các bạn. Quá bèo luôn. Game mới chưa đấy. Ui 2k6 được cu lù này. 888 kim cương anh em. Ui toàn mấy mốc rẻ bèo luôn ạ. Nạp vào 160k. Gọi là 170k anh em. Thấy không? 170. Đâu nộn 180k anh em. Cứ gọi vào 200.000 1k kim cương các bạn. Được ngay cu lù với cả BO. Ui dồi ôi. Ok quá gắt luôn anh em. Nạp. Đúng thật giờ hôm nay duy nhất chỉ có cái sự kiện siêu sale Valentine anh em, diễn ra 4 ngày. Để mốc 3k dưới các bạn nhận được một cái súng ấy anh em, súng của dâu đen, tăng 15 tốc độ đánh, tốc độ tấn công anh em, cái này rất là ngon. Ui, 2 ra máy luôn này. Một khiên đinh 3 anh em. Ui, thề ngon nhờ. Qua fanpage xem có gì hot không anh em. Hai mở máy chủ mới. Gói Valentine, à đây rồi anh em, đây siêu sale khủng. Cái xả đấu này không biết đâu mở ta. Văn cứng này còn đấy được không? Văn cứng này như ăn cò này. Hôm nay ngày cuối sự kiện văn cứng này anh em nào chưa lấy thì tranh thủ lấy này. Đó, hết rồi anh em. Ok, qua group xem có gì hot nữa không. Ba tiếng vé tặng mọi người. Nhiều bạn đỉnh thế nhờ. Quá đẹp cho một nai. Có anh em nào bị dư danh vọng không? Tổng tốc độ đánh trên 100% có tính không nhỉ? Tốc độ đánh có bị giới hạn không các bác? Câu hỏi này xem nào. Không là nói về vấn đề chính luôn. Nên lấy em nào? Thế bây giờ anh em đã có tiền làm game mới gọi đúng bài các bạn. Đỉnh thật sự luôn ạ. Băng đam nối mạnh lắm mọi người. Có được chơi đâu biết anh em. Thôi về game. Lại là câu chuyện đi đáo thá. Thá đáo. Thá đá. Đầu tiên là gỡ trang bị này cho anh em của cháu nào mang về cháu đấy này. Correct bảo vật mang vào. Thôi đi tháo đá đi anh em. 2 3 4 Nami
báu vật của Nami này, không còn là của Lo này. Nogalo là báu vật của đây này. Rồi Fury tháo rồi đúng không? Anh quân gáp, món này là của Odin à. Cháu này của anh Katakuri, Katakuri anh em. Nhìn thiếu ai nữa không ta? Lại vang rồi, thôi là chiếc báu vật như dễ anh em. Mang cái lăng, chính xác là mang cái lăng anh em. Rồi đủ bộ rồi anh em, nhìn đủ bộ rồi. Mang báu vật vào thì chứ đánh nó phải khác hơn rồi anh em. Túi nào tốn chưa anh em? Úp đá lên coi. 2 3 4 nên thêm nữa các bạn. Rồi ok, sinh ra thêm một viên đá 4. Thêm một viên. Đá xanh thêm một viên nữa. Yo, thêm viên nữa, mình nên thêm viên đá xanh nữa rồi. Nói chung là cũng được, trừ đá vàng ra anh em. Đá vàng giờ lên thì hơi toang. Giờ mà lên một viên đá vàng thì toang lắm luôn á. Rồi ok. Trích đội hình nào. Chúng ta có Sanri, có xanh, Kulu, Robin. Nam tướng đúng nhỉ, đang nam tướng ra trận anh em. Được rồi. Ro, Sanri, xanh, Kulu. Đầu tiên thì là Robin chứ anh em. Đầu tiên là đam chính là xanh đi, cho tứ hoàng xanh đam chính các bạn. Không biết phù hợp không nhưng mà tôi nghĩ cái bộ này cho tứ hoàng xanh thích hơn này. Xin Goku rồi. Đây bộ này cho anh em, cho tứ hoàng xanh đi. Bác xanh cụt đâu rồi? Đây, xanh cụt anh em. Rồi. Tiếp theo đến Kulu anh em. Luffy à. Luffy anh em. Rồi. Đến Sanri các bạn, Sanri with smoke đồng hoàng. Ok. Kata thì mang Zoro các bạn, Zoro. Và cuối cùng là cháu ấy à. Thế nào? Gỡ bộ của BO ra anh em, mang cho chị đẹp Robin. Robin S đúng không? Robin S anh em, đúng rồi, Robin S. Đây anh em, Robin. Nó mang đồ xịn sò vào các bạn. Chiến cho nó căng. Xe nào này có chiến thêm ít đá, ít kim cương nữa không anh em? 384k. Bữa nay có bộ đá mới rồi anh em, chăm chỉ đánh tí kiếm thêm biết đâu được. Đấy, có bộ đá mới rồi anh em, khó nói. Có bộ đá mới là khó nói anh em. Khó nói lắm. Có bộ đá mới là khó nói lắm anh em. Xanh ơi, ui dồi ôi. Vẫn toang như thường anh em.
Thôi thì cứ biết vậy đấy anh em. Tình hình thì chắc clip vui chơi thôi anh em. Hiện tại thì chúng ta vẫn còn sự kiện fan cứng thôi. Thế rồi, chưa gì đặc biệt. Có gì hot tôi sẽ cập nhật thêm ở video tiếp theo. Giờ thì bye bye.